và nói tới đảo BTC đó thì chúng ta có thêm một cái tiểu bang ở Hoa Kỳ À, ủng hộ đào btc đó chính là arkansas các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là arkansas cũng tương tự như là chúng ta nói tới cái à, tiểu bang trước đây à, đó chính là montana thì cũng đã đưa ra một cái dự luật dự luật này đó là để bảo vệ những công ty đào nói là những công ty đào là không à, thể bị kỳ thị bởi những cái công ty mà cung cấp điện và họ phải trả cái nguồn điện với cái mức giá ngang bằng với những cái à, loại công ty khác chứ không thể nào mà vì họ đào bitcoin mà có sự kỳ thị Tại vì sao vậy các bạn? Tại vì chúng ta nên biết đó là những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ như là Texas, như là Montana họ đã từ từ nhận ra được là đào BTC không có phải như là nhiều người nói là sử dụng những nguồn điện xấu dẫn đến là không có điện cho người dân. Đó là những cái điều mà không có hoàn toàn đúng sự thật các bạn. Đào BTC đó tùy theo nơi nhưng mà đối với lại nhiều nơi đó họ không có nhu cầu sử dụng điện nhiều mà họ có thể tạo ra được nhiều điện thì nguồn tiêu thụ duy nhất đó chính là đào BTC đây là nguồn tiêu thụ liên tục 24 trên 7 và có thể mang đến được lợi ích cho cái tiểu bạc của họ không những là những công ty đào họ đương nhiên sẽ trả thuế họ đương nhiên sẽ mướn người ngoài chỉ đổi ra đó họ cũng là một trong những nơi mà tiêu thụ nguồn điện mà có sẵn mà không thể bán chạy hết tại vì lưu trữ điện và di chuyển điện là một trong những cái chi phí rất là đắt tiền cho nên lưu trữ điện hầu như là rất khó hiện bây giờ chúng ta cần phải có một cái nguồn tiêu thụ cho những nơi mà có sẵn điện cho nên những tiểu bang này họ mới ra sức để mà bảo vệ đào BTC đương nhiên tiểu bang này không thích thì sẽ có tiểu bang khác thích các bạn giống như chúng ta nói là New York là một chuyện tiểu bang mà họ đã ra lệnh là cấm những công ty đào BTC hoạt động trong vòng 2 năm nếu như mà sử dụng cái nguồn điện không có sạch và thật ra khi mà BTC được đào một nơi nào đó, thì cái nơi đó nó có thể là cần phải liên tục cung cấp điện, thì cái nền tảng cung cấp điện nó ngày sẽ được cải tiến hơn, tại vì có một cái nguồn tiêu thụ sẽ dẫn đến cái sự thúc đẩy phát triển các bạn. Và như thường đã từng chia sẻ với các bạn, Thuận thì có lòng tin là đào BTC sẽ là một trong những cái sự thúc đẩy lớn về sự phát triển của năng lượng xanh, giống như chúng ta đã nói tới trước đây đó khi mà internet Mới bắt đầu sơ khai ra ừ. thì các bạn đã biết là gửi những cái hình ảnh hay là video đó rất là chậm. Nhưng mà các bạn có biết là tại vì nhiều người thích xem những cái video trực tiếp trên uh, Internet, nhất là những cái phim 18+, cộng đó, thì uh, các bạn đã được là vì lý do đó cái nhu cầu để có bandwidth nhanh hơn, có thể download nhanh hơn đã là một sự thúc đẩy rất là lớn. Cho nên ngành đó là một trong ngành mà đóng góp không nhỏ cho Internet của các bạn. Và đào Bitcoin cũng sẽ là một trong ngành mà đóng góp không nhỏ về phát triển năng lượng sạch tại vì đây là những công ty họ kinh doanh đâu có phải là họ muốn sử dụng nhiều điện hay là họ muốn à, lãng phí điện đâu họ đúng nào cũng sẽ muốn tìm những nguồn điện sạch hơn tốt hơn tại vì nguồn điện sạch thường là nguồn điện nó sẽ rẻ hơn rồi à, chúng ta cũng có một cái thông tin cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì các bạn nhớ thay thuế đúng hạn và các bạn đã thấy được trên màn hình đó là sở thuế ở Hoa Kỳ IRS à, họ đã mướn thêm rất là nhiều người để mà kiểm tra thuế các bạn chi tiết hơn đó họ đã bỏ ra 80 tỷ đô la và con số này đó đã được chấp nhận bởi quốc hội và họ đã bắt đầu là chi tiêu cái phần đầu tiên. Phần đầu tiên đó là họ đã mướn thêm khoảng chừng là 5.000 người và họ nói là phần lớn đó họ mướn để giúp đỡ cho ba điều thứ nhất đó chính là phục vụ người dân tốt hơn. Khi mà gọi vô thì có người trả lời điện thoại chứ nếu như không đó trước đây gọi vô phải chờ tới cả nửa tiếng mới có người trả lời điện thoại và có nhiều cái cuộc gọi là không được trả lời tại vì chờ lâu quá. Bây giờ thì hầu như 80 90% cuộc gọi đều được trả lời và trong vòng chỉ có 4 phút mà thôi. Thứ nhì nữa là họ dùng cái số tiền để mà cải tiến công nghệ và thứ ba đương nhiên là họ dùng cái số tiền để mà mướn những người để mà kiểm tra thuế. Nhưng mà đương nhiên như là tất cả những cái thứ trước đây họ nói là đừng lo. Đây là những cái mà chú tâm và những người mà kiếm nhiều tiền mà thôi. Nếu các bạn làm dưới 400 ngàn à, thì họ sẽ không có bất cứ một cái kế hoạch nào để audit những người làm dưới 400 ngàn nhiều hơn. Nhưng mà đương nhiên đây là một cái lời hứa mà thôi các bạn chúng ta đâu biết được, sau này mới biết. Thường đó thì để có thể thu thêm thuế, sở thuế sẽ nhắm vào những người mà làm lương không có cao chứ không phải là những người có tiền đâu các bạn. Tại vì họ biết những người có tiền, những người giàu đó họ sẽ có luật sư, họ sẽ có kiểm toán. Cho nên nếu như mà muốn kiểm tra thuế của họ rất nhất là tốn nhiều thời gian. Thứ hai nữa là có thể là phải ra tòa tại vì họ sẽ không có đơn giản là nhận được cái lá thư. Nó là bây giờ phải đóng thêm vài triệu đô, họ nhắm mắt đóng đâu, họ sẽ kiện ra tòa. Nhưng mà ngược lại những người mà làm lương thấp hơn. Khi mà người ta nhận được giấy tờ là các bạn thiếu một uh, ngàn hay là thiếu lại hai uh, ngàn gì đó thì phần lớn mọi người sẽ đóng mà thôi giống như bản thân thuận năm ngoái sau khi thả thuế đó thì vẫn nhận được uh, giấy đến từ không những là tiểu bang mà liên bang luôn các bạn đó là thuận thiếu lại hai ngàn ba ngàn uh, và thuận cũng đóng mà thôi tại vì sao tại vì nếu như mà thuận không đóng thì uh, thuận là phải đi mướn cpa phải đi mướn kiểm toán rồi phải giao nộp giấy tờ những cái đó có thể tốn thuận hơn là cái số tiền phạt này các bạn cho nên đóng phạt là cách nhanh nhất và tốt nhất đối với lại nhiều người. Cho nên khi mà họ muốn tăng thuế đó thì à, các bạn nghĩ họ sẽ chú tâm vào ai những người giàu có, có luật sư, có kiểm toán sẵn hay là những người làm lương bình thường. Cho nên những gì hứa hẹn này thì các bạn cần phải à, cẩn thận nhất là khi chúng ta thấy được là sở thuế mướn thêm người như vậy. Rồi thuận cũng muốn chia sẻ thêm một số những cái à, thông tin khác cũng rất là thú vị với các bạn đầu tiên hết á, là chúng ta thấy à, có một cái thông tin liên quan tới hoa kỳ à, đã gửi tới một cái tàu ngầm tên lửa sử dụng năng lượng hạt nhân à, đến vùng biển của trung đông các bạn Tại vì sao? Tại vì nói là muốn đảm bảo an toàn của cái khu vực này Nhưng mà thật ra các bạn thì được đây cũng có thể là một trong những cái hành động của Hoa Kỳ Liên quan đến việc là nước Nga và Rand đã bắt tay với nhau Để có thể là không có còn lệ thuộc vào đồng đô la nữa có thể là như vậy các bạn hay là có thể đây chỉ là liên quan đến chính trị mà thôi nhưng mà sự thật đó là chúng ta đọc rất là nhiều thông tin gần đây chúng ta đã biết là có nhiều quốc gia đã lên tiếng nói là không muốn phụ thuộc vào đồng đô la nữa không có nghĩa là họ sẽ không sử dụng đồng đô la trong giao dịch sau này họ chỉ nói là họ sẽ bắt đầu nghĩ đến những cái sự lựa chọn khác thay vì chỉ dựa vào duy nhất đồng đô la mà thôi và đương nhiên đây là một trong những cái đề tài chúng ta đã nói rất là nhiều trong dòng mấy tuần qua rồi và chúng ta cũng thấy được là ở châu âu đó chúng ta cũng đã thấy được nước nga cũng đã lên tiếng nói những điều tương tự, nói là không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào đồng đô la nữa và nói tới những gì đang xảy ra đó thì uh, có nhiều thứ chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Uh, Thuân sẽ chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn. Clip này là khoảng chừng 3 phút mà thôi và trên màn hình uh, các bạn thấy được đây chính là chủ tịch của ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Đây là một người mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng khá là quen thuộc rồi, tại vì một trong những người mà rất là ghét uh, crypto bao nhiêu năm qua. Nhưng mà cái mà Thuân muốn chia sẻ ngày hôm nay đó khi mà chúng ta nghe những cái thông tin là nước này không muốn lệ thuộc vào đồng đô la nữa, nước kia cũng không muốn lệ thuộc vào đồng đô la nữa, có phải là chúng ta sẽ có một cái tiền tệ quốc tế mới hay là không? Thì cũng không hẳn đâu các bạn, hầu như là chúng ta nghe những thông tin đó là một phần để những quốc gia đó họ muốn tự sử dụng tiền của quốc gia của họ chứ không hẳn là họ muốn dựa vào một quốc gia khác và tôi cảm thấy hầu như đó là một cái cớ để có thể thúc đẩy tiền kỹ thuật số quốc gia của những quốc gia đó và một trong những cái dẫn chứng đó chính là đến từ cái video clip này từ Christine Lagarde và đây là một cái bài chia ra thành ba phần đi. Phần đầu tiên thì cái người phỏng vấn hỏi Christine Lagarde về CBDC của châu Âu nghĩa là tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương châu Âu thì nếu như mà có tiền kỹ thuật số thì làm sao hỗ trợ được châu Âu. Đây tôi chia sẻ các phần này với các bạn trước. Well, i have a question I'm, about yeah. I'm, I'm also a good um, user of uh, electronic money so my question uh, you're in introducing the electronic euro as i know yeah. so yeah how can i um, how can switching to an electronic currency help well two things number one it will be decided in october so we are preparing the ground we want to be ready um, we want to be trained, but it will not be decided until October 23. Mm -hmm. The reason I'm personally convinced that we have to move ahead is a situation like the one we are in now. We are dependent mm -hmm. on the supply of gas by a, a very unfriendly country. Mm -hmm. I don't want Europe to be dependent on an unfriendly country's currency for instance i don't know you know the chinese currency the russian currency the mm -hmm. whatever mm -hmm. or dependent on a friendly currency but which is activated by a private corporate entity like you know facebook or like uh, google or anybody like that. i'm user of bitcoin too Đó là phần đầu tiên. Thì khi mà hỏi tại sao cần phải có CBDC thì tịch Lagarde nói là tại vì muốn à, dành chủ quyền để mà quản lý đồng euro chứ không có muốn phụ thuộc vào bất cứ một đồng nào nữa cho dù đó là một đồng của một quốc gia không thân thiện hay là thân thiện. Thì đương nhiên không thân thiện đó, bà ta đưa ra những cái ví dụ như là đồng nhân tệ hay là đồng của nước Nga và thân thiện thì bà ta không dám nói thẳng USD mà chỉ nói là có thể là một cái Công ty tư nhân của một quốc gia thân thiện như là Facebook, Google Nhưng mà thường nghĩ là bà ta không muốn nói là đồng USD trực tiếp Nhưng mà người này đó thì lại nói là ông ta là một người mà dùng BTC và cũng tin tưởng nhờ BTC Bây giờ đó thì ở châu Âu có rất là nhiều người đứng lên để mà biểu tình chống lại đồng Trung ương châu Âu, CBDC Thì tại sao vậy? Đó là cái phần kế tiếp So I had bought it when it started and... I, I hope that uh, it also will work yeah. for the special system and uh, I know there are many protests in Europe uh, against uh, the electronic euro. Uh, mm -hmm. What is the reason? You know it's it's the beauty of Europe it has different uh, positions if you ask in Northern Europe, for instance, uh, in the Netherlands, they're quite happy to see the e euro coming. If mm. you ask a young German um, man, he'll say, Yeah, fine. Mm. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. Thì bà ta nói là lý do tại sao mà có nhiều người đứng lên để mà biểu tình thì tại vì ở châu Âu mỗi người mỗi suy nghĩ. Nhưng mà cái người phỏng vấn đó lại nói là không. Mọi người đứng lên biểu tình chống lại tiền điện tử trung ương châu Âu Lý do là tại vì họ không muốn bị quản lý Tại vì đây là một công cụ trên căn bản để quản lý người dân Về phương diện sử dụng tiền tệ như thế nào No, the problem is they don't want to be controlled. Uh, they don't want to. Uh... Yeah, but you know what? You know what? Now we have in Europe this threshold above one thousand euros. You cannot pay cash. If you do, mm -hmm. you are on the grey market. So you take mm -hmm. your risk. You get caught. You are fined or you go in jail. But you know the, the, the digital euro is going to have a limited. Amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. Mm -hmm. We are considering whether, for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France uh, back uh, 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Ừ. Các bạn thấy được là Tristan Lagarde thì nói là <laughs> ở châu Âu nếu như mà sử dụng hơn 1.000 euro tiền mặt thì có thể bị bắt và bỏ tù các bạn. Và bà ta cũng xác nhận là tiền điện tử của châu Âu CBDC thì là một công cụ có thể là được quản lý uh, bởi ngân hàng trung mương hoàn toàn. Mặc dù là những cái giao dịch nhỏ hơn như là 2 300 đô thì cũng vẫn có thể bị quản lý. Thì các bạn có nghĩ đi bây giờ tiền mặt thì các bạn có thể được sử dụng mua bất cứ cái gì mà có thể uh, và phần lớn đó mọi người sử dụng tiền mặt cũng đâu có phải là việc phạm pháp đâu các bạn. Nhưng mà các bạn có nghĩ đi, một ngày nào đó các bạn có CBDC uh, các bạn sẽ bị hạn chế giống như là các bạn đổ bao nhiêu xăng thì tới mức đó các bạn sẽ không thể sử dụng đồng cbc của mình thì mà đổ xăng nữa tại vì hoàn toàn có thể được quản lý bởi ngân hàng trung ương, họ sẽ không cho các bạn sử dụng nữa hay là các bạn muốn đi mua vũ à, khí thì có thể là các bạn đã lưu trữ quá nhiều súng họ sẽ không cho các bạn mua nữa Đây là cái quyền tự do tài chính của mỗi một người dân Các bạn thấy được là khi mà có CBDC thì những cái quyền căn bản đó cũng có thể là bị tước đi Cho nên đây cũng là những lý do tại sao mà nhiều người đứng lên để mà chống đối CBDC cũng là lý do tại sao mà nhiều người như là Tom Emmer ở Hoa Kỳ cũng đứng lên để mà chống đối Fed đưa ra một CBDC tại vì có thể dùng để mà quản lý những cái đó và chúng ta cũng nên hiểu đó là đang có một cái gì đó lớn hơn đang xảy ra hiện bây giờ. Những cái chúng ta đọc liên quan tới là nước này muốn không lệ thuộc vào đồng đô la nữa hay nước kia muốn làm ăn với nước khác đó. Đây là những cái mà, mà chúng ta thấy tin tức mà thôi nhưng mà thật ra đang có nhiều cái sự kiện lớn hơn đang xảy ra. Tôi không biết nào cho các bạn chính xác là những cái sự kiện đó ảnh hưởng như thế nào đối với lại crypto và BTC nhưng mà thường có thể nói các bạn là ít nhiều gì những sự kiện này đó hầu như là động lực để mà thúc đẩy sự chấp nhận sự tiến triển của btc trong thời gian gần đây các bạn nhiều người biết đến hơn nhất là những cái sự kiện liên quan đến à, tiền pháp định à, mất giá liên quan tới đồng usd lạm phát quá cao liên quan đến cbdc là một công cụ có thể dùng để quản lý người dân những điều này dẫn đến là nhiều người họ lại muốn tìm kiếm một giải pháp khác và những giải pháp đó đương nhiên liên quan tới BTC và crypto đối với Thuận và Thuận có xem một cái clip đến từ Ivan Tech có một ví dụ cũng rất là thú vị để Thuận chia sẻ với các bạn các bạn có biết là chúng ta chơi hồi xưa gọi là cờ triệu phú nhưng mà giờ gọi là cờ tỷ phú của các bạn tại vì lạm phát quá cao rồi à, thì khi các bạn nghĩ đến những người trẻ tuổi bây giờ những người trẻ tuổi bây giờ đó giống như là họ đã sinh sao, đẻ muộn Họ đã đi vào cái bàn cờ tỷ phú này Khi mà những người đi trước đó Họ đã chiếm lấy những cái vị trí, họ đã xây nhà Những người bây giờ đó, những người trẻ tuổi Thì họ không thể có cái phát triển như là trước đây nữa Hầu như là họ đã sinh ra trong một cái à, thời điểm mà tiền tệ mức giá Cái gì cũng cao hết Mua nhà ở nhiều quốc gia hầu như là một điều à, chỉ có thể mơ tưởng mà thôi mà chứ các bạn đầu tư có lời hay là các bạn trúng số thì hầu như uh, sở hữu một căn nhà như ý muốn là một điều rất khó cho nhiều người trẻ. Cho nên họ cảm thấy là họ đang bị thiệt thòi trong cái thế giới này. Họ đã sinh ra trong một cái bàn cờ mà những người giàu họ đã xây dựng hết rồi. Bây giờ nếu như mà các bạn uh, cho dù muốn kinh doanh đi nữa đó, các bạn muốn mở một ngân hàng thì cực kỳ khó khăn. Một mặt đó thì chúng ta thấy được là luật được đưa ra để mà bảo vệ người dân thì đó cũng là một cái mặt mà thôi mặt khác nữa luật đó thật ra là một cái rào cản để mà chống lại sự cạnh tranh cho các bạn chúng ta cứ nghĩ đi bây giờ đó các bạn có một ngân hàng thì luật ngân hàng cực kỳ khó khăn thì một người mới họ muốn mở một ngân hàng hầu như là điều hoàn toàn không thể ngoài trừ là họ có cái hậu thuẫn rất lớn đến từ những cái người mà có tiền mà thôi tại vì làm sao mà các bạn có thể mở một ngân hàng mà có thể mướn người để theo tất cả quy định cực kỳ phức tạp và khó khăn như vậy cho nên ngoại trừ các bạn là một người đã có tiền chứ nếu không đó, các bạn chỉ có một cái ước mơ là mở một ngân hàng thì là điều rất khó cho nên hầu như những lớp trẻ họ muốn tìm kiếm một cái gì đó để cân bằng lại cái bàn cờ này và thuận thì có lòng tin cái thứ mà họ đang kiếm đó chính là tiền điện tử các bạn đó là một trong những cách mà có thể cân bằng lại cái bàn cờ này mà không có phụ thuộc vào cái hệ thống tiền tệ hiện tại cho nên về tương lai đó thì thuận rất có lòng tin về thị trường này rồi trước khi mà kết thúc video đó thì thường muốn chia sẻ một cái thông tin đáng tiếc liên quan tới Sushi Dex các bạn. À, họ đã có một cái vụ tấn công và đã mất đi ước tính bây giờ là hơn 3,3 triệu đô la. Sushi Swap đó, đây là một cái Dex mà trước đây là copy mã nguồn đến từ Uniswap. Và những bài nào mà tham gia thị trường này năm 2019 20 đây thì sẽ biết lúc đó có một cái cuộc chiến rất lớn xảy ra. À, khi mà Sushi Swap copy mã nguồn đến từ Uniswap đó, thì sau đó họ đã tung ra một cái token, token đó dùng để mà à, trả reward cho những người mà tham gia, khiến cho nhiều tiền đây rời khỏi Uniswap qua Sushi Swap, rồi sau đó Uniswap bắt buộc cũng phải ra một cái token để mà cạnh tranh ngược trở lại và cái mã nguồn của Sususwap đó sau đó đã được thay đổi theo thời gian và bây giờ đã có một lỗ hỏng khiến cho họ đã bị đánh cắp đi một số tiền. Cho nên Sususwap đã khuyến khích mọi người hủy bỏ chấp nhận một số smart contract. Như bạn hỏi là làm sao để mà có thể hủy bỏ smart contract được, như là revoke. Thì nếu như mà các bạn không biết thì các bạn có thể lên Google search how to revoke approved coin. Thì các bạn sẽ có nhiều hướng dẫn. Nhưng mà như bạn này đã chia sẻ đó, nếu như mà không biết làm sao revoke thì cách việc tốt nhất là chuyển khôi sang một ví mới chưa liên kết tới bất kỳ đáp nào thì nó sẽ an toàn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn